Chúng mày ai mua tai nghe không? Link ở phía dưới mô tả nhá. Mua đi. Thằng em tao thất bại chưa? Để tao. Về vào thằng anh mày, nhớ mặt tao. Anh, có biến rồi anh ạ. Tao, mày nói tao nghe xem nào. Có một thằng tự xưng là anh trai thằng Cô Linh, nó vừa chặn đấm em xong. Ở đâu? Nó vừa chặn đánh em ở đoạn khu C anh ạ. Em vừa đánh nhau đó xong, có vẻ thằng này khá đáng gờm. Mày cho người điều tra nó cho anh, xem nó là thằng nào. Nhớ là bí mật. Dạ. Nhiều năm qua ta sống như một kẻ ngông cuồng, vấp ngã cuốn lấy ta. Màn đêm đã buông xuống xa đỏ vệt chưa dài, bàn nó vây lấy ta. Năm mười năm buôn ba bạn bè phê phá tiếng nói tiếng hét anh em nghĩa tình để ra tư huynh mình ngọt ta tình bởi lẽ ta không tin rằng bèo chân em sẽ bỏ ta xa thời chẳng chẳng ngoa bạn bè ta lắm tiếng ngon hiền bởi ta giàu bốn phía thân tới trời tìm bắp với bàn đá sau đầu vết thương dài và lúc ta trắng tay. Anh mới từ dưới đáy xã hội trở về. Thì em nghĩ là anh nghỉ ngơi một vài ngày rồi anh hãng lên kế hoạch cho việc trả thù anh ạ. Đi làm việc của mình đi. Dạ dạ. Xin các bạn. Mày là Trường Lún. Mày là ai? Tao là Florentino. Mẹ kiếp mày ảo game à? Tao đùa đấy. Nói nhanh lên tao còn đi chân sâu. Mày biết Cô Linh không? Mày đừng lôi anh tao ra nói chuyện với tao. Mày còn nhớ ai đã hại anh mày chứ? Rốt cuộc mày là ai? Tao Linh đá thủ. Anh trai của Cô Linh. Dạ em chào anh. Em xin lỗi em đã xúc phạm anh. Tao cần mày giúp tao một việc để trả thù cho em trai tao. Mày làm được chứ? Dạ có gì anh cứ nói. Tốt. Có gì tao sẽ báo mày sau. Dạ em chào anh. Tùy dạ. Chuyện anh bảo mày điều tra đến đâu rồi? Dạ thưa anh, theo em điều tra, tài lý có hai đàn em là cái tay đắc lực. Đó là Cô Linh, em trai của anh, và thằng Lục Móm. Sau khi Cô Linh chết, tài lý như dựng quá bị cụt một tay. Lúc đó thằng Cứ Con được lên nắm khu của Cô Linh. Và hai thằng đó đi theo tài lý anh ạ. Tao đã gặp qua thằng Cường Con. Dạ, theo em nghĩ là chúng ta nên bắt đầu từ thằng Lục Móm. Được. Mày đặt vấn đề đi. Đây để em làm video đơ vã đó anh ạ. Chào ông bạn. Dạo này khỏe chứ? Khỏe bạn ạ. Công việc dạo này như nào ấy? Cũng khá ổn. Khá ổn à? Tốt đấy nhỉ. Hay mình đi giải trí đi. Đi giải trí á? Ừ. Ok, nghe có vẻ hay đấy. Đi. Chào mấy anh em nha. Anh em ngồi đi. Anh em giải trí đi nhỉ. Okay. Anh em giải trí đi.
Ui, xin lỗi anh em nha, tôi ăn rồi. Tôi bàn cả. Ui, đen đi. Ui, cảm ơn anh em nha. Đã tôi ăn rồi. Quá. Được ăn rồi. Ui, xin anh em nha. Ui, bài này tôi ăn tiếp rồi. Mà đèn thế lại thua rồi. Cảm ơn anh em nha, tôi đã ăn rồi. Ui, tôi lại ăn nữa rồi anh ạ. Xin anh em nhá. Thôi chắc mấy bạn ơi, chắc nghỉ thôi, tôi cũng hết tiền. Thôi, thế thì anh em làm nốt ván nữa thôi nghỉ. Đằng nào cũng thế, bọn tôi cũng xuống đây rồi. Làm nốt ván nữa nghỉ. Tôi lên bàn nhá. Ui, thế này tôi xin nhá, xin cả làng luôn. Chèn quá. Đi về bạn ơi, hôm nay xuống bắt được mấy con gà, bạn được nhiêu? Tôi được 70 bạn ạ. Bạn được 70 à? Tôi được hơn lít bạn. Ấm rồi, rồi anh em đi về làm bữa nhỉ? Đi. Alo bạn à, hôm trước bạn vừa ăn của tôi mấy lít, có khi anh em gặp nhau chỗ cú tôi làm tí nhờ. Ok ok, chỗ cú nhá. Chào ông bạn. Chào bạn nhá, bạn ngồi đi. Tình hình hôm nọ tớ thua nhiều quá, hôm nay cho tớ gỡ lại. Quý bạn, anh em mình chơi vui vẻ giao lưu mà. Đấy, anh em mình chuyển luôn nhỉ. Ok bạn. Thôi hôm nọ tớ thua bạn mấy lít, có khi anh em chơi lớn đi, 2 lít một phát. Ok bạn, chuyện nhỏ mà. Hai em mình chỉ lớn đi, từ 2 lít lên đến 1 đạt villa. Ok bạn là nói vậy thì tớ chấp nhận. Ba con quy. Từ từ, tớ ba con ca. Ôi vãi lộn. Này tớ ăn may thôi bạn ạ. Hai bạn chụp bơm cho tớ 1 đạt villa đi, 2 ngày nữa tớ trả. Ok, thoải mái. Thằng cu mang cho anh 1 đạt villa. Anh, 1 đạt villa của anh đây. Đây bạn ấy, một đạt villa của bạn đây. Để bạn, tớ chơi tất với bạn luôn. Alo, mày ra đây anh bảo. Anh gọi em này, xuống đây giúp anh đặt bài. Hát 2-3. Ui, hôm nay tôi đói sao, tôi 4-5-6. Mẹ, đèn đi, anh em về. Ơi, bạn ơi. Nhớ nha, 2 ngày nữa trả. Alo anh à, việc anh giao xong rồi. Đợt nào tôi bảo nghe mấy thằng đàn em của ông bảo là ông đi đánh bạc à? Đâu, giải trí tí. Ông nợ bao nhiêu rồi? 1 đạt villa thôi. Thế anh Tài biết chuyện chưa? Tôi đã dám nói đâu. Chán bạn quá. Dính gì không dính, dính ngay cờ bạc. Này, bạn làm gì làm lo liệu đi, chứ đừng để anh Tài biết. Khổ lắm. Ok, như này dễ. Thôi, chơi tiếp đi. Thằng Lục em đã cho người gái bên đó rồi. Tốt. Thế còn thằng kia? Ý mày là Cường con. Dạ vâng. Sửa đi. Này. Dạ. Nhớ, đừng cho nó chào thằng này vội. Tao sẽ cho tất cả những người nào hại em tao có một cái cục thật là xứng đáng. Vâng anh. Nghe này, anh Linh có lệnh rồi. Sửa thằng Cường. Nhớ, đừng để nó chết.
Alo, Cường à. Anh đang quán mình này. Ra làm với anh một ván. Chúng mày định làm gì tao ấy? Bảo cái gì cơ? Đây, dậy đi, 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 đúng không? Anh cứ từ em vài hôm. Không từ gì hết, ra ngoài. Alo, anh à, em bắt được cái thằng nợ một đặt Vinacon rồi anh. Vâng. Này, mày có muốn theo Linh đá thủ không? Không. Thế này bỏ ra ra, đừng để nghiêm cả tao biết, bỏ ra. Chúng mày bỏ tao ra. Nhớ tao là lục mõm, đừng để nó biết. Cầm. Anh à, con này là người yêu của thằng lục mõm. Nãy thằng lục mõm bị bọn em xử anh ạ. À. Bây giờ con này làm như nào? Bỏ ra. Cất cái mắt đi. Trò mày đấy. Vâng, em cảm ơn anh nhá. Đi theo tao. Bỏ ra, chúng mày theo tao đi đâu? Mày đi rồi biết. Alo. Alo anh ạ. Ngoài kia có mấy thằng trông có vẻ yêu hôi hoạ. Người mực toàn là mực đen sì. Chúng nó đang đứng chiếu tướng về phía bên mình. Mày ra xem nào. Em cũng định ra lắm rồi. Nhưng mà bây giờ em phải hỏi ý kiến của anh. Được phát em ra em xin luôn. Tự giải quyết đi. Tao cho phép. Dạ vâng, để em mặc áo ạ. Hai thằng mày chuẩn bị đi theo tao. Anh ơi, có khách kìa. Hết slow, hết slow. Chúng mày làm gì thằng lục mõm? Nó chào thân ái, thân ái rồi. Tại lý đâu? Mày tìm anh tao có việc gì? Mắt mày thì nghĩa cả. Ông Tài đâu? Mày là ai? Tao là Florentino. Ok anh. Tao Linh đá thủ. Anh trai của cô Linh. Chúng mày còn nhớ thằng em ta chứ? Dăm ba thằng cô Linh tao bóp cái mồm. Hôm nay tao sẽ cho chúng mày nợ máu phải trả bằng máu. Không có ông Tài có tao được không? Lên. Chúng
đi đâu? Sao đấy? Qua cho chân luôn. Đi tìm ông Tài. Mất điện thoại luôn rồi anh. Điện thoại mới đâu? Em cắm vào rồi. Ở đâu? Anh cẩn thận anh. Chơi bẩn đi em. Hả? Chơi bẩn đi. Ừ, em có đơn hàng một đã mới em. Em về đây. Cuối cùng tôi cũng có thể hẹn ông ra đây rồi. Ô, anh trai, bình tĩnh, bỏ cái kia xuống đi, chúng ta không nên sử dụng mấy cái này, bỏ đi, bỏ xuống. Mày là mối lo hại lớn nhất của tao, tao phải cử mày. Ai chà, kinh nhờ. Ơi non. Ba hai bộ rồi này. Em mở bắt đầu kéo nó lên này. Alo. Thằng nợ đặt Vina. Alo. Thì nhỉ? Alo. Vẫn hóng chuyện đó bạn ạ. 5 năm năm xưa. 3, 2, 1, bắt đầu. Làm gì vậy? Hết slow and sleep. Anh ơi, tình hình này bọn này quay rất chi là vớ vẩn nhá. Bố tả không gạch xuống, bố nấm vào cường lột vẽ ra ngoài. À, kinh nhờ. Hãy